Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày nay mình lên một cấu hình phun đơn, một bát một tép dùng với vỏ mới, vỏ ở Việt Nam mình sản xuất, dán mác JBL. Và đây là một trong những phiên bản hay, giá rẻ để các anh em mình chơi trong dịp Tết này. Mình sẽ báo giá chi tiết sản phẩm này để anh em mình nắm được. Khi anh em mình mua mà bên mình ráp dựng xong xuôi hoàn chỉnh, toàn bộ ruột đồng bộ như này sẽ có giá bán là 3,8 triệu tại cửa hàng và 4 triệu thì bên mình đã bao ship rồi. Dùng bát từ 170 côn 75 và phân tần JBL 612 ghép với củ kèn 450 của JBL từ 12 côn 44. Mặt lưới của con này là trước đây anh em này, JBL này. Đó, đằng sau thì hậu cũng là JBL. Đó, tên KB712. Ghép với bát Martin từ 170 côn 75, phiên bản rất là chất lượng, hàng Trung Quốc nha anh em nhé, hàng Trung Quốc chất lượng. Anh em mình có thể thấy ở đây, một trong cái phiên bản anh mình rất là ưng, cái nhện nó nhô cao lên như này, anh em thấy ạ, rất là ưng, cho tiếng đánh tốt trong cái tầm tiền, và hàng bát Trung Quốc cho chống đánh căng nực và lời ca sáng ở trong cái từ 17 nhé, còn tất nhiên là nó sẽ thua từ 19. Ghép với phân tần đây, phân tần Trung Quốc JBL 612, phân tần JBL 612 đánh cho một bát một tép. Bên mình khi lên thùng thì mới hàn dây, đây chưa hàn dây. Ghép với củ tép kèn 450 của JBL từ 100, nó khoảng xấp xỉ 120, côn 44, chưa được 12 đâu, gần 12 và côn 44 trong. Phiên bản này thì côn bên mình, anh em mua củ kèn mà trong quá trình anh em dùng bị rít mic hay anh em bị trẻ nhỏ vặn nó lớn nên nó đứt côn, thì bên mình có côn để thay anh em nhé. Có đây là phiên bản tốt rồi, rất là tốt rồi anh em nhé. Chỉ mức giá là 3,8 triệu tại cửa hàng và bên mình bao ship toàn quốc là 4 triệu anh em nhé, 4 triệu bao ship toàn quốc. Thùng vắt cân, thùng vắt cân. Phiên bản này thì bên mình cũng đang có sẵn tương đối nhiều, vì nó vỏ thì không nói gì rồi, còn bát tép thì nó tương đối nhiều, nên cấu hình này có thể lên được vài chục cặp anh em nhé, đồ đủ vài chục cặp. Anh em nào mà lấy số lượng nhiều nhiều về bán Tết thì liên hệ bên mình để dựng nhé, anh em có thể lấy 10-20 cặp thì báo bên mình, hoặc anh em mình có vỏ rồi thì có thể lấy phụ kiện ở đây. Mình báo bán lẻ nhé, đôi bát đã là 1,7 triệu bao ship này, hàng Trung Quốc côn 75 nhé, phân tần là 550, bao ship bao hàn dây, phân tần JBL 612 và củ tép kèn 450 sẽ có giá bán là 700.000 đồng một đôi, đã được bao ship rồi, sản phẩm có sẵn. Anh em nào mua lẻ hay dựng thành phẩm báo bên mình qua số máy 0904 612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.